Đầu tiên em xin giới thiệu với cả nhà mình thì em tên là Trang và hiện tại em đang sống ở Huế. Cái hiệu quả mà sau quá trình mà em sử dụng men vi sinh cho con của mình. Bản thân của em á, là hiện tới thời điểm hiện tại là con của em là hơn 5 tuổi rồi. Mà cái khi mà thì em sẽ chia sẻ về cái quá trình mà cái vấn đề là bắt đầu của con em từ bắt đầu mà khi mà mới sinh ra là cái khi thời điểm mà em đi sinh á là mình bị em đã bị vỡ ối. Em đã bị vỡ ối và thì lúc đó là con của em là bị nhiễm trùng đường ruột luôn. Nhiễm trùng ngay từ khi vừa xuống vừa lọt lòng mẹ đã bị nhiễm trùng đường ruột rồi và nằm cách ly nhi sơ sinh là 4 hôm. Mà thời điểm đó là tại vì nằm cách ly nhi sơ sinh và không có uống được sữa công thức cũng thì cũng như là không tí được sữa mẹ luôn và chỉ có uống được đường thôi mọi người ạ. Mà lúc đó và cái khi mà từ phòng nhi sơ sinh ra với mẹ thì bác sĩ cũng không có bảo mình là sử dụng men vi sinh cho con hay là chính bản thân em là một dược sĩ em cũng không có biết là mình cần phải sử dụng men vi sinh cho con hay là cũng không có ở đi học ở trường cũng không có ai mà dạy cho mình là sử dụng men vi sinh cả. Mình cũng không biết men vi sinh là gì, em chỉ biết đến men tiêu hóa thôi, nhưng mà men tiêu hóa thì mình chỉ sử dụng từ 7 đến 10 ngày thôi chứ không có sử dụng được lâu dài. Thì thời điểm đó em cũng không hề biết men vi sinh mà có một được một cái là bạn nhà em ăn rất là tốt, ăn rất là nhiều. Mọi người biết mà có thể ăn lên 5 quả chuối, ăn 5 quả chuối một lúc hay là ăn cơm canh thịt cá rau, ăn tất cả đầy đủ các nhóm chất đầy đủ, nhưng mà không, người cứ vẫn bình thường, cứ ốm ốm vẫn ở trong cái năng là chuẩn, nhưng mà cứ nhìn cứ ốm chứ không có đầy đặn, không có tròn trịa cho lắm. Em thì không cần phải mập quá nhưng mà đầy đặn một tí là được. Và cái việc mà bổ sung dinh dưỡng á, thì em cũng rất là quan tâm đến việc bổ sung dinh dưỡng cho con. Thì mỗi năm thì em cũng sẽ bổ sung canxi hay omega 3 sắt kẽm đầy đủ. Mà nhưng mà em cũng hiểu tại vì sao mà mình vẫn đã bổ sung rất là đầy đủ rồi mà không mà con mình vẫn cứ rối rối như vậy và không không hề tăng cân. Và cách đây tầm 6 năm 5 tháng á thì em thấy ở trên nhóm của mình là đưa lên năm sáng đó là có một chương trình dùng của nhà men của mình thì em vào học. Và sáng hôm đó em được bác mình chia sẻ về men vi sinh, lý do tại vì sao mà mình cần dùng men vi sinh và trường hợp như thế nào là mình cần men vi sinh và những ưu điểm của men vi sinh, dòng men vi sinh của bên mình là có hiệu quả như thế nào. Thì cái khi mà em vào học cái buổi đầu tiên về men vi sinh đó là em mê men vi sinh luôn. Sau một hộp lớn men kích lắc và mấy vị hai vị BioPro lắc là con nhà em tăng lên 1 kg. Mà thời điểm đó là em cũng chưa sử dụng liên tục. Và cái thời điểm gần đấy em đặt lên 2 hộp men vi sinh BioPro lắc mà 2 hộp lớn và sử dụng thêm 2 cái pro bé bé. Mà mọi người biết từ tháng 11 năm 23 đến tháng 1 năm 24 là trong vòng 3 tháng mà con nhà em đã tăng từ 18 kg cho đến lên 21 kg và tăng đều đặn. Tới thời điểm hiện tại đã nghỉ men vi sinh rồi mà vẫn tăng lên 1 kg. Trong vòng 2 tháng đã nghỉ men vi sinh mà vẫn tăng lên 1 kg rồi mọi người. Nên chị mà nên chị giờ là nhìn con nó mà rất là phổ phính đầy đặn lắm. Thì nên chị mọi người cứ yên tâm mà sử dụng. Em xin cảm ơn đây, đó là những cái gì mà em đã trải nghiệm qua mà em chia sẻ đến cho cả nhà mình. Em cảm ơn cả nhà mình đã lắng nghe những cái chia sẻ, những trải nghiệm của em.